đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai nước, tập trung vào các mặt hàng phía Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu và phía Lào có khả năng cung cấp như than đá, quặng, một số mặt hàng khoán sản trong thời gian tới là những nội dung được đề cập tại buổi làm việc và tiếp giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Thống đốc Ngân hàng Lào. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng điểm lại tình hình kinh tế, quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước trong năm 2022. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự điều hành của chính phủ Lào trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhưng GDP của Lào vẫn tăng trưởng 4,4%, vượt kế hoạch chính phủ Lào đặt ra trong năm 2022. Thống đốc ngân hàng buôn lửa xỉn say Vong đánh giá cao sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam năm 2022. Chính phủ Lào đã và đang triển khai các biện pháp cải cách kinh tế nhằm khắc phục các khó khăn của đất nước và rất mong muốn được học hỏi chia sẻ kinh nghiệm từ phía Việt Nam. Hai bên đã trao đổi và thống nhất một số biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại trong thời gian tới, như tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành phía Việt Nam và phía Lào, triển khai có hiệu quả các cam kết thỏa thuận lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra tập trung triển khai các biện pháp nhằm cải thiện chi phí vận chuyển hàng hóa logistics, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa hai nước, nghiên cứu các biện pháp tạo thuận lợi về thanh toán giữa hai nước, vân vân.